Thì như mọi người biết và như mọi người được biết là ngày hôm qua thì tòa án nhân dân tối cao hay là còn gọi là giám đốc thẩm thì đã kết luận một cái vụ án mà đã xảy ra từ năm 2008, đó là vụ án Hồ Duy Hải phạm tội cướp của giết người đấy và cả hiếp dâm nữa. Và vụ án thì đã 2 năm rõ 10 với rất đầy đủ các chứng cứ. Thế nhưng mà trên không gian mạng thì có rất nhiều những thằng ba sọc ba que, và kể cả một số người mà được được coi là những cái người ủng hộ Việt Nam đã có những cái status và có những cái phát biểu có thể nói là rất là tiêu cực. Thì ngày hôm nay mình cũng xin lên đây chia sẻ với các bạn để cho một số người ta có cái kiểu đọc báo nó đọc lướt 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 và người ta đọc không chịu hiểu. Và người ta chỉ đọc một vài các cái chi tiết, không đi sâu vào những cái nội dung, cho nên nhiều người ta hiểu về vụ án rất là mơ hồ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ các bạn nhận định về các cái quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao. Đấy, thì để cho cái việc này nó rất sáng tỏ, vì có một số người ấy, người ta không tham gia được và người ta không có điều kiện để người ta đọc báo, đọc sách, mà người ta chỉ nghe sự tuyên truyền của bọn chống cộng cực đoan, nó đang ra giả, nó tuyên truyền là Việt Nam mình không có công lý và cố tình xử oan sai cho những người dân vô tội. Thì ngày hôm nay á là mình cần phải nói rõ cái điều đó. Thì về nội dung vụ án thì là mình cũng không muốn bình luận, vì đơn giản là nếu ai mà muốn tìm hiểu rõ nội dung vụ án thì mọi người có thể lên trên internet đọc từ đầu đến cuối vì nó rất là dài. Đấy. À, mình chỉ xin tóm tắt lại một chút là cái vụ án này xảy ra từ năm 2008 cơ. Và cái vụ án này đã được tòa án sơ thẩm ở Vĩnh Long xét xử và đã kết tội Hoàng Duy Hải là tử hình. Sau đó thì Hoàng Duy Hải chỉ có đơn xin giảm án và tòa án phúc thẩm thì cũng y án luôn, bác bỏ cái đơn xin giảm án và cũng y án cái tội tử hình với Hoàng Duy Hải. Đấy. Và cái sự việc đó nó kéo dài từ năm 2008 đến nay thì nó lại được lật lại. Đây là một cái sự rất là nhân văn trong cái nhà nước Việt Nam. Mặc dù là đã được hai tòa đã kết tội rồi và cái vật chứng, tang chứng và cái sự rõ ràng của vụ án thì nó rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà để cho tránh được cái sự oan sai và tránh bỏ lọt tội phạm thì nhà nước mình cũng đã lập một cái tòa gọi là tòa giám đốc thẩm với 17 vị thẩm phán rất là có trình độ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình để mà đưa ra cái kết luận của hai cái tòa phúc thẩm và sơ thẩm đã từng tòa tuyên Hồ Duy Hải là bị tử hình. Thì ngày hôm qua tòa với 17 vị luật sư và gần như là các cái sự đồng ý là tuyệt đối, tất cả 17 trên 17 đều đồng ý là y án với các cái tuyên án của cái tòa phúc thẩm và sơ thẩm. Nhưng mà nhiều thằng ba sọc thì nó lại cho rằng có rất nhiều cái điểm mơ hồ trong vụ án và nó cho rằng đây là chúng là tòa án nhân dân tối cao là cố tình bao che cho cái sai lầm của tòa án nhân dân Vĩnh Long, tòa án nhân dân cấp dưới. Nhưng mà hôm nay tôi phản bác cái điều đó. À, cái thứ nhất là đây là một cái vụ án hình sự chứ nó không phải là một cái vụ án chính trị gì mà có tính bao che ở đây. Hồ Duy Hải chẳng là gì trong cái không là quan chức hay là con quan chức gì cả để mà người ta có cái tính bao che. Và cái thứ hai là tất cả các cái chứng cứ đều kết luận rằng Hồ Duy Hải là kẻ giết người. Cái thứ nhất là các cái hồ sơ ở trong cái vụ án đó đã rất rõ ràng, người làm chứng người ta cũng công nhận rằng Hồ Duy Hải có một cái người đàn ông xuất hiện ở cái bưu điện đó và có mái tóc dài, mặc áo cộc màu trắng và nói chung là mô tả hoàn toàn đúng với cái nhận dạng của Hồ Duy Hải đó. Cái thứ ba là gì? Là có một số thằng ba sọc thì nó cho rằng Tòa án Nhân dân Vĩnh Long đã bỏ qua những cái chứng cứ rất là quan trọng, ví dụ như là cái thớt ở hiện trường và con dao ở hiện trường, và nó cho rằng
những cái điều tra viên ấy ra mua cái thớt đó và mua con dao về là để ngụy tạo cái chứng cứ. Thì thực ra cái thớt và con dao nó không phải là cái vật chứng mà nó quyết định cái bản chất của cái vụ án này. Đúng là nó có sự sai sót khi mà điều tra viên đã tiêu hủy cái thớt đó. Vì trong khi quá trình điều tra ấy, thì người ta lại đi theo hướng là tìm các vật sắc nhọn để có thể tìm ra chứng cứ, chứ người ta lại không nghĩ đến cái việc là có là thủ phạm là dùng thớt để đánh nạn nhân. Chính vì vậy mà trong cái ảnh chụp hiện trường thì có cái thớt, nhưng mà trong quá trình điều tra ban đầu thì người ta lại không đưa cái thớt đấy vào cái vật dụng gây án, và sau đó thì người ta tiêu hủy mất. Thế khi Hồ Duy Hải mới khai ra là dùng thớt để đánh thì cái vật cái chứng cứ đó nó đã bị tiêu hủy, và người ta buộc phải mua một cái thớt và một con dao để vào làm một cái vật chứng đối chiếu, chứ không phải là vật chứng để kết tội. Thế nhưng mà cái việc là người ta mua cái thớt và con dao mới là để người ta tái hiện lại cái hiện trường, chứ không phải là cái việc người ta mua về để người ta ngụy tạo một cái hiện trường mới, một cái hiện trường giả. Thực chất thì trong cái bức ảnh chụp sau hiện trường ấy, nó đã có cái thớt rồi, nhưng không may trong quá trình điều tra do sơ sót của điều tra viên đã bị tiêu hủy cái thớt đó đi, thì người ta mua một cái thớt mới để mà bù vào cái đó, để mà nó thực hiện, để nó gọi là nó thực nghiệm lại cái hiện trường, nó như là một cái để người ta thực nghiệm lại hiện trường là nó có như thế, chứ không phải là cái việc là người ta dùng cái thớt người ta mua ngoài chợ để mà người ta làm chứng cứ kết tội của Hồ Duy Hải. Mà thực tế dù không có cái thớt này, không có con dao này thì vẫn đủ chứng cứ để kết tội Hồ Duy Hải là đã phạm tội giết người. Đấy, cho nên Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao thì đã dùng cái sự sơ hở này để mà lật lại cái vụ hồ sơ này. Thì cái Tòa án Nhân dân tối cao đã bác bỏ cái việc đó và đã giải thích rất rõ rằng cái thớt đó nó chỉ mang cái hình thức để tái hiện lại cái hiện trường, chứ không phải là cái việc là người ta dựa vào cái thớt đó để chứng minh, là để làm chứng cứ chứng minh là Hồ Duy Hải bị giết hai người. Đấy là cái thứ nhất. Có một cái nữa là trong cái quá trình mà bị tạm giam ấy, bị tạm giam cho đến bây giờ, có nghĩa là từ cái ngày mà Hồ Duy Hải bị bắt cho đến bây giờ, thì bị cáo này chưa bao giờ kêu oan mà đã nhiều lần nhận tội. Đấy, nhiều lần nhận tội giết người. Thậm chí đây mình xin đọc cho các bạn một cái đoạn nhá. Là gì? Có một bà là tên là Nhanh, là bà này là ký vào cái quyết định xử án của Hồ Duy Hải này mà báo Dinh đã đưa. Thì bà đã nhiều lần đi thăm Hồ Duy Hải, và bà đã phải khẳng định luôn là nhiều lần khi mà bà đã về hưu rồi, bà đã vào thăm Hồ Duy Hải, thì Hồ Duy Hải đều đây nhá. Bà tin rằng giác quan nhạy cảm của một người phụ nữ sẽ giúp bà phát hiện ra dấu hiệu oan sai nếu có. Trong các lần tiếp xúc với bà, không khi nào Hồ Duy Hải kêu oan mà luôn thành khẩn nhận tội. Một lần tiếp xúc với bà, Hải đã khóc lóc và nói rằng nhiều đêm không ngủ được, bị lương tâm dằn vặt vì tội lỗi đã chót gây ra với hai nạn nhân. Đấy, thì mọi người biết là chính bản thân là bị cáo Hồ Duy Hải chưa bao giờ kêu oan. Đấy, trong cái quá trình bị kết tội của cả hai tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Và hắn ta chỉ có hai lần viết thư, hai lần viết đơn, một là cái lần mà sơ thẩm để xử phúc thẩm ấy, thì là xin giảm nhẹ tội. Nhưng mà tòa phúc thẩm đã không chấp nhận điều đó và vẫn y án là tử hình. Và một cái lần Hồ Duy Hải viết đơn lên chủ tịch nước là xin được ân xá. Đấy, và chủ tịch nước bác bỏ cái đơn ân xá này. Thì đây, cái điều này nó chứng tỏ một điều rằng nạn nhân người ta đã thừa nhận. Nhưng mà trong khi bọn dân chủ cuội và bọn ba sọc ở bên nước ngoài thì chúng nó cố tình bao che và cố tình đổ lỗi cho nhà nước Việt Nam, đổ lỗi cho là nhà nước Việt Nam cố tình làm oan sai. Thì mọi người hãy xem cái sự logic đi. Cái thứ nhất là Hồ Duy Hải chẳng là gì cả, chẳng là ai cả. Chẳng con ông cháu cha và cũng chẳng phải ông tướng ông tá gì để mà nhà nước cố tình phải xử oan sai để mà gọi là loại hắn ra khỏi xã hội. Hồ Duy Hải ấy, quá khứ là như thế này. Thì ngược thời gian chúng ta tìm hiểu một chút về quá khứ của Hồ Duy Hải. Mà cái này thì tôi được một cái anh bạn tên là anh Đào
anh ấy chia sẻ, vì anh Đào này là làm việc với bố của Hồ Duy Hải. Thì bố Hồ Duy Hải ấy là một người rất đẹp trai, cao to và cực kỳ ăn chơi, cờ bạc thì khét tiếng luôn. Hồ Duy Hải này là con của người vợ đầu. Sau đó thì hai vợ chồng chia tay thì bố Hồ Duy Hải lấy vợ hai, và người vợ hai cũng là thuộc loại giang hồ, cũng thuộc loại cờ bạc, rượu chè và cũng thuộc loại giang hồ. Đấy. Hồ Duy Hải này này bản thân ấy là một cái thằng mà chơi bời và một cái thằng cờ bạc khét tiếng. Ăn cắp, ăn trộm thì mình không biết, nhưng mà hắn không có một cái lý lịch tốt đẹp gì cả. Đấy là điều mà mình phải khẳng định luôn điều đó. Chính vì vậy mà cái việc động cơ để hắn giết người là hoàn toàn có. Vì khi đến đấy thì hắn muốn được quan hệ tình dục với bị hại ấy, nhưng mà không được, bị phản ứng. Thì bắt đầu hắn quay ra với cái bản chất côn đồ, thì hắn quay ra là hắn đánh. Và trong một trong những cái phút mà có thể nói là cái thú tính của con người nó quá cao, thì hắn đã giết cả hai chị em họ luôn. Đấy. Thì tòa án nhân dân tối cao này, phiên giám đốc thẩm đã bác bỏ 18, đây mọi người vào VN Express thì đã có thể nói là người ta nói rất rõ là tòa án tối cao đã nêu 18 căn cứ kết tội của Hồ Duy Hải. Có nghĩa là đầy đủ tất cả các cái chứng cứ, từ nhân chứng, từ vật chứng cho đến tất cả mọi thứ. Và phải nói rằng tòa án nhân dân tối cao cũng nêu rõ rằng chỉ có người trong cuộc, người có mặt tại hiện trường thì mới có thể mô tả chính xác những cái sự việc hoặc những cái sự vật có mặt ở hiện trường và đã xảy ra ở hiện trường. Điều này nó hoàn toàn khớp so với cái lời khai của chính Hồ Duy Hải, và cũng là lời cũng là điều tra khớp với những cái điều tra tại hiện trường, nó hoàn toàn trùng khớp. Cho nên Hồ Duy Hải không hề có việc kêu oan. Đấy. Cho nên mình kết luận một điều là gì? Cái vụ việc Hồ Duy Hải là người giết người là 2 năm rõ 10, không có gì phải kêu ca phàn nàn gì cả. Cái phiên giám đốc thẩm này nó thể hiện cái tính dân chủ và văn minh của đất nước Việt Nam là gì? Mặc dù những cái chứng cứ rất rõ ràng như thế, nhưng người ta vẫn lập một cái phiên giám đốc thẩm với 17 vị thẩm phán, đều là những người mà có trình độ, có kinh nghiệm. Và các bạn thấy là trong cái phiên giám đốc thẩm đó thì tất cả những cái vị chánh án này, những cái vị thẩm phán này đều đồng lòng 17/17 tất cả các quyết định. Đấy, nếu như có một cái điều gì đó mà còn khuất tất ấy, chắc chắn người ta sẽ có sự phản ứng. Nhưng mà những cái căn cứ mà tòa án nhân dân tối cao bác bỏ của viện kiểm sát hoặc là của luật sư của Hồ Duy Hải, nó hoàn toàn rõ ràng. Người ta nói luôn những cái đó có thể thiếu nhưng nó không làm thay đổi bản chất của dự án, của vụ án. Đấy mới là cái quan trọng. Quan trọng là quan trọng ấy là cái Hồ Duy Hải này là một thằng giết người, là tội phạm, và nó đã, chính Hồ Duy Hải đã thừa nhận. Thì có một cái điều mình muốn chia sẻ ở đây, thì sau khi mình lúc sáng có xem một clip mà cái sự sau khi mà tòa án nhân dân tối cao có cái kết luận ấy, thì mẹ Hồ Duy Hải đã có thể nói là làm âm mỹ, chửi rủa nhà nước, rồi bảo là không có công lý. Sau đó thì luật sư của Hồ Duy Hải cũng nói như vậy, và nhất là những cái thằng, những cái con ruồi, những cái con nhặng như là Dũng Vô Va, hoặc là Nguyễn Quang A, hoặc là một số như là con Cát Linh, hoặc là một số những cái bọn dân chủ quậy Hà Nội, nó quậy phá xung quanh cái tòa nhân dân tối cao, nó lên trên mạng xã hội, nó lưu loa là nhà nước Việt Nam cố tình che giấu, cố tình bao biện cho cái tòa án cấp dưới là tòa án Vĩnh Long đã làm sai. Và điều này là một cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Vì đây là suy nghĩ của cá nhân tôi nhé. Thì tôi cho rằng đây là một vụ án mà nó có bàn tay của bọn Việt Tân, hoặc có bàn tay của bọn nước ngoài. Nó gửi tiền về để cho mẹ của Hồ Duy Hải khơi lại cái vụ án này, và thuê luật sư, hoặc là để cố tình làm cái vụ án này nó to lên, làm hạ uy tín của nhà nước Việt Nam. Tôi cho rằng đây, yếu tố này sẽ có. Bởi vì rất nhiều về cái chứng cứ của vụ án, và về vụ án thì nó rõ ràng quá rồi. 2 năm rõ 10, không phải tranh cãi cái gì hết. Vì thực sự là 17 vị thẩm phán, người ta cũng rất công tâm, người ta chẳng thù ghét gì cái ông Hồ Duy Hải này.
Và người ta, ông Hồ Duy Hải này cũng không phải là một cái đối tượng gì để mà người ta phải loại bỏ ra khỏi vòng xã hội. Cho nên tôi xin kết luận một điều rằng với các cái chứng cứ mà những các vị có trong tay ấy, người ta thừa sức để kết luận được Hồ Duy Hải này hoàn toàn là cái thằng tội phạm 100%. Cho nên cái việc oan sai là không có ở đây. Nhưng có một cái điều là bọn dân chủ cuội, bọn ba sọc nó đang dựa vào cái này để nó khơi lên, để nó tuyên truyền với người dân rằng à, Việt Nam là không có công lý. Mặc dù nó có những cái điều rất là mơ hồ, là ví dụ như là công an đi mua cái thớt, mua con dao ở ngoài chợ để vào để tạo chứng cứ để mà kết tội cho Hồ Duy Hải. Thì đấy, thì tôi đã giải thích rất rõ và trong báo chí đã giải thích rất rõ là cái thớt và con dao đó chỉ là mua về để thực nghiệm. Mà khi tòa nhân dân tối cao, nhất là những cái vụ án quan trọng như thế này, thì khi tòa án người ta bắt đầu xử, người ta phải cho thực nghiệm hiện trường. Có nghĩa là cho đối tượng đến hiện trường và thực hiện lại toàn bộ các cái quá trình xảy ra như thế nào, xem nó có trùng khớp với quá trình điều tra hay không. Thì từ đó nó mới làm một phần làm chứng cứ để người ta kết luận rằng anh có phải là đối tượng thật hay không. Vì nếu như anh không phải là một đối tượng ở đó, có thể là một người đóng giả chẳng hạn, hoặc là một cái đối tượng mà không có mặt ở hiện trường, hoặc một đối tượng bị oan, thì anh không bao giờ làm được những cái sự việc, những cái hành động nó đã xảy ra. Và khi chỉ có chính anh là thủ phạm thì anh mới có thể thực nghiệm được những cái hành động, rồi những cái sự việc nó xảy ra nó hoàn toàn trùng khớp so với khoa học. Thì cái điều này phải nói rõ cho mọi người, chắc là mọi người ở đây cũng hiểu, nhưng có thể có một số người, người ta chưa hiểu, người ta đọc qua loa, lướt qua, hoặc là người ta đọc những cái đài phản động, báo phản động, và người ta bị hiểu lệch vụ án đi, thì mình hiểu rõ cái điều đó. Đấy. Còn Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã nói rõ, cái việc cái thớt nó không phải là cái chứng cứ quan trọng để làm cho bản chất cái vụ án này thay đổi. Chính vì vậy mà cái việc cái thớt đó là một cái sự gọi là thiếu sót của cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Long. Và cái điều này thì các cơ quan điều tra cũng phải rút kinh nghiệm. Và nhiều người thì nói rằng tại sao không có dấu vân tay, không có ADN mà lại kết luận là Hồ Duy Hải ở đó. Thì Hồ Duy Hải cũng khai rất rõ là gì? Là sau khi gây án thì anh ta lau hết các dấu vết, bản thân cái con dao giết người anh ta cũng rửa sạch và nhét vào cho bên cạnh tường. Đấy. Và ở đấy lại là một cái bưu điện, thì có rất nhiều người ra vào, và nó là một cái nơi công cộng, cho nên có rất nhiều các cái vân tay của những cái người khác. Thì cho nên dù đã là một cái nơi công cộng ấy, và kết hợp với lời khai của Hồ Duy Hải, thì người ta có thể kết luận rằng không nhất thiết phải lấy mẫu vân tay ở hiện trường cũng có thể kết luận được. Với bàn chân, cái quan trọng nhất là chính Hồ Duy Hải đã nhận tội rồi. Không có một cái người nào mà biết là mình chắc chắn sẽ bị tử hình mà đi nhận tội, à, tôi không giết người mà lại nói là tôi giết người. Không bao giờ có chuyện. Đối với cái tội phạm ấy thì bao giờ nó cũng loanh quanh, bao giờ nó cũng chối tội, nó rất lòng vòng. Và bằng các cái biện pháp nghiệp vụ của công an thì người ta sẽ tìm cách để người ta lấy được cái khẩu cung chuẩn nhất. Vì bao giờ người nói dối ấy, thì hai lần lời khai nó sẽ khác nhau. Còn nếu như đã là sự thật thì anh có khai 100 lần nó vẫn là sự thật. Còn nếu như anh nói dối thì bao giờ các cái dữ kiện nó cũng sẽ lệch nhau. Chính vì vậy mà trong cái nghiệp vụ điều tra ấy, thì có những cái lúc 2 giờ đêm người ta gọi dậy bắt khai, hoặc anh vừa mới đi ngủ, hoặc là có một ngày người ta bắt khai đến 5-6 lần. Đấy. Vì sao? Là vì những cái đó ấy, nó sẽ chứng tỏ một cái điều rằng nếu anh nói thật thì 100 tờ khai của anh vẫn như nhau. Còn nếu anh nói dối, anh bịa ra thì chắc chắn nó có lệch. Còn cái việc ở đây ép cung thì không bao giờ có chuyện ép cung. Cái thứ nhất là mọi người phải hiểu này, nếu như trong cái vụ án đó, bây giờ chúng ta phải đặt giả thiết, trong vụ án đó nếu như có một cái nhân vật nào khác mà quan to, tay to mặt lớn, con quan chức hoặc là một cái gì đấy mà người ta muốn chạy tội, thì người ta phải cố tình ép cung để đổ tội cho Hoàng Duy Hải này phải nhận tội để gọi là có người đóng thế. Nhưng mà bản chất tất cả những người mà có mặt tại cái ngày trong ngày hôm đó, người ta đã chứng minh một cái điều là gì, là người ta có bằng chứng ngoại phạm, và chỉ có duy nhất Hồ Duy Hải là không có bằng chứng ngoại phạm. Đấy, thì không có chuyện mà công an người ta ép cung để làm gì, ép cung để làm cái gì khi mà không cần phải đổ lỗi cho một người khác. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất.
Còn về trong cái việc xử án ấy, thì nước nào nó cũng sẽ có những cái vụ án oan sai, kể cả Mỹ, Anh hay tất cả các cái nước châu Âu, nước văn minh nào cũng sẽ có, chứ không nói là không. Kể cả nước mình thế cũng đã có những cái vụ án oan sai. Đấy là điều mà chúng ta phải thừa nhận. Thế nhưng cái vụ án này thì nó rất rõ ràng rồi, và nó là một vụ án giết người ảnh hưởng tới tính mạng của một con người, nên các cái điều tra viên người ta phải làm rất rõ ràng về cái điều này, chứ người ta không bao giờ có thể làm cho qua loa. Ví dụ ông Nguyễn Thanh Trấn ấy, thì ông chỉ bị tù có 10-15 năm thôi. Thế nhưng mà cái vụ này là vụ tử hình thì người ta phải rất là cẩn trọng hơn rất là nhiều. Đấy. Và cái quan trọng nhất ấy, là cái mà cốt lõi của vấn đề là gì? Là Hồ Duy Hải không hề kêu oan cho đến khi, không hiểu tại sao là bà mẹ của Hồ Duy Hải bao nhiêu năm rồi, bây giờ bà mới lại có tiền, có điều kiện để bà ấy đi kiện. Đi kiện để đi bới cái này lên. Thì Hồ Duy Hải mới bắt đầu phản cung, mới bảo là bị ép cung, rồi là bị thay đổi khẩu cung, rồi là nói là vô tội. Còn từ trước đó trở đi, cả chục năm trước, không hề có chuyện là kêu oan, hoàn toàn là nhận tội. Thì điều đó đặt ra một cái câu hỏi là gì? Là đây có thể nó có một cái sự kích động của bọn phản động. Đấy, tôi cho rằng như thế, có sự kích động của bọn phản động. Nó có thể bơm tiền để tạo điều kiện cho mẹ Hồ Duy Hải với lại cái vụ này. Đấy, thì đây là một cái mà chúng ta phải đặt câu hỏi. Tất nhiên nó không phải là, chứ mình chưa có cái chứng cứ gì hoàn toàn, nhưng mình có thể có cái sự suy đoán như thế. Đấy, thì bây giờ các bạn mà lên các cái trang của bọn phản động thì thôi rồi, chúng nó nói thì các kiểu luôn. Nhưng mà đơn giản một điều là bây giờ chúng ta chỉ hiểu một điều, cái vụ án này thì nó không phải là vụ án gì quá là phức tạp. Vì thực ra các cái chứng cứ của bản thân bản nhân là bị cáo đã thừa nhận rồi, đã thừa nhận rất là nhiều lần rồi, cho nên nó đã chứng minh một cái điều Hồ Duy Hải là tội phạm và đã được kết luận. Đấy, thì đây là mình chia sẻ với mọi người một chút về như thế, về cái vụ án Hồ Duy Hải.